cơ sở đồ gỗ Tùng Tám. Xin kính chào các anh. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 2 tháng 2 năm 2020 và những ngày đầu xuân của năm mới 2020. Thì rất hạnh chúng tôi hôm nay được đón một đoàn khách đến từ Đỗ Sơn Thanh Ba, đó là anh Kế. Hôm nay thì anh sang và đã ký duyệt cho chúng tôi một bộ sập. Một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào Chim. Đây trước mặt quý vị màn hình, đây là anh Kế đây, thì anh đang ký tên vào bộ bàn ghế. Đây là bộ bàn ghế Minh Quốc Đào Chim có kích thước là tay 12 và chất liệu gỗ hương đá. Thì bộ sản phẩm hiện tại chúng tôi đang để mộc và anh đã duyệt phần mộc rồi. Anh đã ký tên phần mộc bộ ghế rồi. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ hoàn thiện và bàn giao bộ ghế này cho anh. Hôm nay là cũng là ngày mùng 9 tháng 1 theo ngày dương lịch. Chúng ta vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán xong, là chuẩn bị một năm mới bắt đầu công việc. Thì thay mặt cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là xin gửi lời chúc quý khách một năm mới là an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Mọi người có nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510816 hoặc số điện thoại trên màn hình để mua sắm những sản phẩm bàn ghế phòng khách. Ok, xin chào mọi người.